các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom để nhận được thông báo khi có phim Vayclick mới nha. Trời ơi, tao nói nó thiệt là mừng luôn á. Cuối cùng lễ hội các nhân vật chuyện cổ tích đã thành công tốt đẹp. Ừ, đúng rồi. Cũng nhờ có trang bị siêu cấp tuyệt vời cùng với tinh thần làm việc nhóm, và Donny và Jack đã cùng nhau vượt qua thử thách một cách xuất sắc. Đúng rồi. Bởi vậy các em có thấy không? Chỉ cần đoàn kết và biết giúp đỡ lẫn nhau thì chúng ta sẽ làm được tất cả mọi việc đó. Các em hãy nhớ đón xem những tập phim tiếp theo của đội bay siêu đẳng để chúng ta có thể làm quen thêm được những người bạn mới nha. Còn bây giờ thì chúng ta đã đến lúc bật nhạc lên và quẩy thôi nha. Bạn muốn đến với thành phố xinh đẹp cùng với Jack Superwheel. Bạn muốn khám phá nhiều điều mới lạ về thế giới xung quanh ta. Ok. Vậy thì nhanh thôi, mình cùng bay muôn nơi, bay khắp thế giới, bay đi muôn nơi. Nói với Sky cùng Storm và Jet nào. Mình yêu Superwheel. Wow, Superwheel, yeah. Superwheel dạy ta yêu thương nhau, cùng giúp đỡ cho mọi người. Bạn nhớ dũng cảm mạnh mẽ và đương đầu với mọi điều khó khăn. Nhớ nha. Cùng với Superwing và những người bạn, bay khắp thế giới, bay đi muôn nơi, biến những ước mơ trở thành hiện thực. Cùng đôi bay siêu đẳng. Hey. Hãy nhung cùng quay quay đều. Bài học tuyệt vời cùng Jet Superwings. Ok, Superwings. Chào mừng tất cả quý vị các bạn đã đến với chương trình Đố Vui Có Thưởng của Superwing. Superwing, Đố Vui Có Thưởng Superwing. Vậy thì không biết là ngày hôm nay phần quà của chúng ta là gì đây? Mình cũng đang rất là thắc mắc đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quà may mắn. Cái gì đây? Đó chính là một phần quà cực kỳ đáng yêu. Máy bay bánh đà Astra bí ẩn và robot biến hình mini Jet cảnh sát. Và để xem chủ nhân của bộ phần quà thật là hấp dẫn này sẽ trả lời câu hỏi được hay không nha. Câu hỏi là Donny dùng cái gì để giải cứu lễ hội? 1. Bộ dụng cụ siêu cấp. 2. Tốc độ tia chớp. 3. Máy bay cứu hộ. Và các bạn đừng quên, muốn trả lời câu hỏi thì chúng ta nên truy cập vào trang Facebook Superwings Việt Nam đội bay siêu đẳng để đưa ra đáp án của mình. Các bạn hãy nhớ nha, 10 bạn có câu trả lời đúng và may mắn nhất sẽ nhận được phần quà vừa rồi. Và các bạn cũng đừng có bỏ lỡ vòng quay nào hết, bởi vì sẽ có một vòng quay phần quà trị giá lên đến 700.000 đồng lần đó. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập phim sau của bộ phim Superwings đội bay siêu đẳng.